Mừng quý vị khán giả đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Anh Huy ơi, anh Huy có biết là sau hơn một năm thực hiện chương trình của mình á, có một loại nguyên liệu mà anh chưa bao giờ hướng dẫn cho Ngọc Hương cũng như quý vị khán giả thực hiện hay không anh? Chà chà, Ngọc Hương lại làm thống kê cho cả năm nữa hả? Đúng rồi. Giỏi quá ha. Để anh xem, chương trình của chúng ta thì gồm có nhiều đầu bếp hướng dẫn nhiều món ăn khác nhau. Nhưng mà riêng tôi thì bào ngư vi cá chưa từng, thịt rừng quý hiếm, xin đừng nấu ăn. Anh Huy văn thơ quá à. Nhưng mà thật ra món mà Ngọc Hương nói á, không có phải cao sang như bào ngư vi cá hay là thịt rừng mà anh Huy vừa đọc đâu. Chỉ đơn giản là một loại khoai, đó chính là khoai tím, hay người miền Trung gọi là khoai tía. Còn chúng ta thì vẫn hay gọi là khoai mỡ đó anh Huy. À, thì ra là vậy. Quả thật là từ đầu chương trình tới giờ, tôi chưa giới thiệu món khoai tím cho quý vị. Mà chắc hôm nay là Ngọc Hương có ý đồ là đem khoai tím đến đây thì mới nói anh vậy phải không? Anh Huy nói đúng rồi. Ngày hôm nay Ngọc Hương rất muốn mời quý vị khán giả sẽ cùng đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày để chúng ta thực hiện món canh dân dã, đó là canh khoai tím, đúng không anh Huy? Thôi được rồi, hôm nay Huy sẽ giới thiệu cho Ngọc Hương cũng như quý vị khán giả món canh khoai tím hột lựu nhé. Để chế biến món canh khoai tím hạt lựu này thì trước hết chúng ta phải lựa khoai tím cho thật ngon. Các bạn nhớ là khoai tím chúng ta có hai loại, một loại màu trắng, một loại là màu tím. Ở phía trên có nhiều nhớt, như vậy thì khoai tím khi mà chúng ta nạo ra thì khoai tím sẽ dẻo và ngon hơn. Hôm nay thì anh Huy chỉ Ngọc Hương mới biết cách lựa khoai tím. Quý vị khán giả thân mến, chúng ta chọn khoai tím không nên tím quá cũng không nên nhạt quá, và có nhiều nhớt để khoai không bị sượng quý vị nhé. Sau khi chúng ta có khoai tím ngon, các bạn nên mua rau ôm, ngò gai, ớt, tôm sú khoảng 200g, bột năng, đậu hành lá, dầu ăn, nước mắm, muối, tiêu và hạt nêm Azingon. Để cho công việc được trôi chảy thì hai anh em mình kết hợp với nhau làm nha. Dạ. Anh giao nhiệm vụ cho em. Em gọt khoai hả? Đây, à, không gọt khoai mà phần tôm này em sẽ xoay cái đầu ra để em lấy chỉ, sau đó em sẽ lột ra hết. Dạ. Khoai tím trước hết là anh Huy cắt hạt lựu nha. Dạ. Phần còn lại khoai tím chúng ta sẽ nạo ra. Khi mà sử dụng khoai tím thì Ngọc Hương nhớ rửa sạch vỏ và để như thế này thì chúng ta dễ nạo hơn. Dạ. Đây, anh nạo như thế này. Em làm xong tôm rồi nè. Rồi, đợi anh một chút xíu. Xong rồi. Rau ôm và gai chúng ta sẽ sắc nhỏ để chút xíu chúng ta ninh canh. Dạ. Ớt, anh cũng sẽ sắc một vài lát ớt để chút xíu chúng ta có thể ăn chung với nước mắm. Dạ. Tôm anh sẽ đập dập chút xíu mình xào sơ trước khi mình nấu canh. Ủa, mình chỉ cần đập dập sơ thôi hả anh? Ừ. Nếu mà không thích sử dụng tôm tươi như thế này thì quý vị khán giả cũng có thể sử dụng tôm khô. Tuy nhiên tôm tươi thì sẽ làm cho món canh của chúng ta ngon và ngọt hơn. Đó, anh sẽ đập như vậy. Còn bây giờ thì công việc của chúng ta cũng sắp xong rồi. Sơ chế cũng đã hoàn tất. Dạ. Anh sẽ bắt một cái nồi lên, cho khoảng 1 lít nước dùng vô. 1 lít nước dùng. Em. Trong lúc mà đợi nồi nước này nóng trở lại thì anh sẽ nêm một muỗng hạt nêm Azingon vô khoai tím hạt lựu này. Chúng ta sẽ trộn đều lên. Dạ. Sau khi mà chúng ta trộn đều lên, Ngọc Hương sẽ cho vô một ít bột năng nè. Dạ. Bột năng vô để áo qua một cái lớp mỏng. Sau khi chúng ta nấu canh xong, ăn sẽ được giòn hơn. Và chắc chắn là cái lớp bột năng này cũng sẽ tạo một cái độ sánh cho cái canh của chúng ta nữa. Rồi, chúng ta sẽ cho dầu vô ha. Em tráng đều dầu khắp mặt chảo cho anh. Chúng ta sẽ cho đậu hành lá vô xào lên. Khi mà đậu hành lá thơm lên như thế này, Huy sẽ cho tôm vô. Ngọc Hương tiếp tục xào cho anh. Anh sẽ nêm thêm một ít tiêu để tăng thêm cái mùi thơm. Dạ. Wow, thơm quá. Đây, bây giờ tôm săn lại như thế này rồi, anh sẽ cho qua một cái dĩa. Khi nước bắt đầu nóng lên, chúng ta sẽ cho khoảng 1.5 muỗng hạt nêm Azingon vô để nêm. Dạ. Tiếp theo chúng ta sẽ cho phần tôm này vô nấu để cho ra nước ngọt. Dạ. Đây, cho khoai tím, khoai tím hạt lựu cho vô. Bởi vì sao Ngọc Hương? Khoai tím hạt lựu sẽ nấu lâu hơn khoai tím nạo một chút xíu, nên chúng ta cho vô trước. Dạ. Anh sẽ lấy giá đảo đều như thế này. Đây, anh tiếp tục cho phần khoai còn lại vô nhé. Sắp được thưởng thức món canh khoai tím hột lựu rồi. Đảo đều lên. Anh Huy ơi, canh khoai tím của mình đã chín rồi nè. Đây đây, Ngọc Hương ơi, có cả dưa mắm anh chuẩn bị cho em. Nước mắm nữa. Một chén cơm nữa.
Anh Huy thật là chu đáo. Tô thì đã sẵn sàng, nhưng trước hết anh cho thêm một chút xíu muối nè, chút xíu tiêu cho thơm. Dạ. Cho một ít rau mờ gai vô, tắt lửa đi Ngọc Hương. Dạ. Chút xíu nước mắm nha Ngọc Hương. Dạ. Không cần nhiều, chúng ta chỉ cho một ít vô để tăng thêm cái hương vị cho cái món canh này. Đây, anh em mình múc ra tô nha. Màu rất đẹp. Cuối cùng nữa, anh vẫn muốn rắc thêm một ít rau hôm ngò gai lên trên mặt cho đẹp nè. Một chút xíu tiêu nữa nè. Món ăn của chúng ta hôm nay là hoàn tất. Anh sẽ cho em một miếng tôm, một miếng canh khoai tím nè. Đây, anh mời em. Ừ. Được không em? Không phải được, mà là quá được luôn đó anh Huy. Những hộp lựu á, ăn á, bùi bùi nè, nhưng mà vẫn còn vị giòn 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 giòn. Đúng rồi, đó là nhờ chúng ta áo một lớp bột bên ngoài. Canh thì rất là vừa ăn, một món canh dân dã như thế này, nhưng mà rất là nhiều tình cảm, làm cho Ngọc Hương nhớ về những kỷ niệm ngày xưa đó anh Huy. Quý vị hãy vào bếp và cùng chia sẻ những cảm nhận với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Gửi thư về hộp thư số 1, Bưu điện Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai. Hoặc gọi điện thoại đến Trung tâm Tư vấn Khách hàng của công ty Ajinomoto 061-882-6188. Thời lượng dành cho chương trình đã hết rồi. Ngọc Hương và anh Thanh Huy xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.